Sau khi tiến hành thanh tra, đoàn kiểm tra liên ngành Đà Nẵng đang lấy ý kiến của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng xử lý, thu hồi 16 dự án ven biển chậm triển khai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở chủ trì phối hợp với các Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Đà Nẵng đã kiểm tra xong các dự án ven biển chậm triển khai. Hiện đoàn đã tổng hợp báo cáo và xin ý kiến thu hồi 16 dự án. Thành phố đã giao đất nhiều năm nhưng chủ đầu tư không chịu triển khai xây dựng dự án như cam kết. Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, địa phương này sẽ thu hồi các dự án ven biển và chấp nhận có thể bị kiện ra tòa. Có những dự án chậm triển khai gần 10 năm trời. Thực tế thì các nhà đầu tư sau khi được giao đất tiến hành khởi công rầm rộ, xây một vài hạng mục công trình rồi bỏ hoang chờ thời cơ chuyển nhượng dự án để kiếm lời. Đất bị bỏ hoang, vây kín, kéo dài hàng chục km, khiến người dân rất bức xúc vì không có lối để ra biển.